Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là chia sẻ công cụ thiết bị cổng USB để hỗ trợ bạn bè hay là khách hàng từ xa nhé. Và bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Trên màn hình máy tính của mình thì các bạn để ý ở đây mình có một cái ứng dụng, đó là MRT. Cái ứng dụng này thì nó có tác dụng là sửa chữa phần mềm điện thoại nhé, khá là thông dụng hiện nay. Và mình muốn chạy được cái phần mềm này thì bắt buộc mình phải có một cái key của nó này. Nó cổng kết nối là USB nhé, phải cắm vào máy tính thì chúng ta mới sử dụng được cái ứng dụng này. Bây giờ thì mình sẽ giải nén cái ứng dụng này ra để mình chạy cho các bạn coi nhé. Đây, mình sẽ giải nén nó ra này. Ok, cái ứng dụng MRT của mình đây. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Đây, mình sẽ mở cái ứng dụng này. Đây, các bạn để ý nó báo lỗi nhá, nó không thể chạy được. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái key này vào nhá. Đó, đây là nó giống như là một cái USB và có cái cổng kết nối USB này để mình có thể là cắm vào máy tính nhá. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái này vào máy tính để cho bạn coi nhá. Cái phần mềm của chúng ta nó sẽ chạy được nhá. Rồi mình sẽ chọn là ok này. Còn bây giờ mình sẽ chạy nó nhá. Chạy lại coi. Đó, các bạn để ý là cái ứng dụng này MRT Key này của mình nó đã được chạy rồi nhá. Nó đã mở được như này rồi. Như vậy là mình đã có thể là sử dụng được cái ứng dụng này để mình sửa chữa phần mềm điện thoại rồi nhá. Đó, các bạn muốn chạy cái ứng dụng này ở trên máy tính của các bạn thì các bạn cũng phải có cái đây, các bạn cũng phải cần có cái này này để cắm vào máy tính của bạn. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để mình có thể là chia sẻ cái MRT Key này nhá, giống như là cắm vào máy tính của bạn để cho các bạn có thể là chạy được cái ứng dụng MRT Key trên máy tính của bạn nhé, để các bạn có thể là sửa chữa những cái phần mềm điện thoại của bạn. Ok, để trên màn hình máy tính của mình nhé, thì đầu tiên mình sẽ cần phải cài đặt cái ứng dụng đó là TeamViewer để mình có thể là điều khiển được máy tính của các bạn nhé. Đó, mình sẽ gõ là TeamViewer, rồi các bạn sẽ vào cho mình cái trang teamviewer.com này. Các bạn sẽ bấm cho mình vào là tải xuống TeamViewer nhé. Ok, TeamViewer của mình đã được tải về rồi. Mình sẽ kích vào nó để mình cài đặt nhé. Ở đây thì các bạn cứ để là default installing đi. Rồi mình sẽ bấm là accept link này. Ở đây thì mình sẽ chọn là yes nhé. Đó, nó đang cái quá trình nó cài đặt TeamViewer. Ok, ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào cái ô thứ hai, đó là I want to use the free version for personal use nhé. Tức là mình muốn sử dụng miễn phí cho cá nhân thôi. Rồi mình sẽ chọn là finish này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn là I accept nhé. Rồi mình sẽ chọn là continue này. Đó, như vậy là mình đã cài đặt được xong TeamViewer này. Ở trên máy tính của các bạn thì các bạn cũng cần phải cài đặt TeamViewer cho mình. Các bạn cài đặt tương tự như mình nhé. Rồi các bạn sẽ liên lạc với mình chẳng hạn như là qua Facebook hoặc qua Zalo. Rồi các bạn cung cấp cho mình cái mã ID này. Rồi là cái mật khẩu này nhé. Thì để mình có thể là điều khiển được máy tính của các bạn từ xa. Ok, bây giờ thì mình sẽ điền cái ID và cái mật khẩu của máy tính của các bạn vào đây nhé. Vào cái ô này để mình có thể điều khiển được máy tính của bạn nhé. 4677 này, 82649. Rồi mình sẽ chọn là connect này. Ở đây thì nó báo là mình cần phải có một cái tài khoản nhé. Cái tài khoản TeamViewer. Nếu mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là create account để chúng ta tạo tài khoản nhé. Cái quá trình tạo tài khoản này thì cũng khá là đơn giản. Các bạn chỉ việc đăng ký bằng cái Gmail của các bạn là ok nhé. Ở đây thì mình đã có một cái tài khoản TeamViewer rồi nên mình sẽ bấm vào là already have a TeamViewer account, tức là mình đã có một cái tài khoản TeamViewer rồi nhé. Mình sẽ bấm vào đây này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản TeamViewer của mình nhé. Ok, mình sẽ điền vào cái mật khẩu của cái tài khoản TeamViewer của mình nhé. Rồi mình sẽ bấm là sign in để mình đăng nhập nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái mục là remote control nhé. Để mình sẽ bấm lại vào cái chỗ là connect này để mình điều khiển máy tính của các bạn nhé. Giờ mình sẽ điền cái mật khẩu ở trên cái ứng dụng TeamViewer của các bạn vào đây. Rồi mình sẽ bấm là login này. Đó, hiện giờ là mình đang điều khiển máy tính của các bạn này. Bây giờ thì mình đang ngồi trên màn hình máy tính của bạn này. Trên màn hình máy tính của bạn cũng có cái ứng dụng là MRT Key. Đương nhiên bây giờ các bạn sẽ chưa thể nào chạy được cái ứng dụng này nhé. Bây giờ thì mình sẽ giải nén cái ứng dụng này ra để chạy cho các bạn coi này. Ok, cái thư mục mà mình vừa giải nén ra đây nhé. Mình sẽ mở cái thư mục này ra này. Rồi mình sẽ chạy cái ứng dụng MRT Key này.
mình sẽ chọn là yes này. Đó các bạn để ý này, nó yêu cầu là phải cắm cái MRT key này vào. Cái này nó giống như là một cái khóa bản quyền nhé. Các bạn cắm cái MRT key này vào thì cái ứng dụng MRT key ở trên máy tính của chúng ta nó mới chạy nhé. Và cái video này mình sẽ chia sẻ làm sao để mình cắm ở trên máy tính của mình thì ở trên máy tính của bạn sẽ nhận được và chạy được cái ứng dụng MRT key này ở trên máy tính của bạn nhé, để giúp các bạn hay là để hỗ trợ các bạn có thể là chạy được phần mềm đó. Ở đây mình chỉ là nêu một ví dụ thôi, còn các bạn có thể là ứng dụng được cái cách này của mình cho nhiều công cụ hay là thiết bị mà có cái cổng USB này để cắm vào máy tính nhé. Nó cần có cái này để cái ứng dụng, cái phần mềm của nó mới chạy được, nó bắt buộc phải cắm này vào máy tính thì nó mới chạy nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại máy tính của mình nhé. Trên màn hình máy tính của mình thì mình sẽ cài một cái ứng dụng. Mình sẽ mở Google Chrome lên, rồi mình sẽ gõ là USB. Các bạn gõ là USB Redirector này nhé, rồi các bạn Enter cho mình. Các bạn vào luôn cho mình cái trang đầu tiên này, Incentive Pro này. Đây, các bạn bấm cho mình vào là Download này. Rồi các bạn sẽ tìm đến cái thư mục này. Mình sẽ cắt ra màn hình máy tính nhé, hoặc các bạn có thể là giải lén ở trong đây luôn, nhưng mình sẽ cho ra màn hình máy tính cho bạn dễ nhìn nhé. Mình sẽ cho ra đây này. Rồi mình sẽ giải lén cái ứng dụng này ra nhé, giải lén cái file này ra. Đó, nó đây nhé. Mình sẽ cài đặt cái ứng dụng này, USB Redirector này nhé. Mình sẽ chọn là Yes này. Đây là trên máy tính của mình nhé, thì mình sẽ cài cái ứng dụng này. Rồi mình sẽ chọn là Next này. Rồi mình sẽ chọn là I Accept. Mình chọn Next này, Next này, Next này. Rồi mình cứ chọn là Next đi. Install này. Rồi mình sẽ chọn là Finish đi. Đó, mình sẽ tắt cái trang web này của nó. Ở đây là các bạn dùng bản dùng thử nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là Continue Evolution này. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái máy tính của các bạn nhé. Mình sẽ vào lại cái máy tính của bạn này. Rồi trên máy tính của bạn thì mình sẽ cài cũng là cái ứng dụng USB Redirector, nhưng mà cái bản client nhé, tức là cái bản khách, bản ở máy của các bạn ấy. Mình vẫn mở Google Chrome lên này. Các bạn có thể là bấm ở trên cái ứng dụng TeamViewer này, các bạn có thể là bấm vào cái mũi tên này để cho nó thu cái thanh này lên nhé. Rồi bây giờ thì mình cũng gõ cái từ khóa y hệt ở trên cái máy tính của mình. Ở trên máy tính của bạn thì mình cũng sẽ gõ cái từ khóa là USB. Đó, USB Redirector này. Đó. Rồi mình cũng sẽ vào ngay cái link đầu tiên này. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm cho mình là Download Free Client nhé. Rồi mình cũng sẽ cho ra desktop này. Đây, nó tải xong rồi nhé. Hiển thị trong thư mục này. Các bạn có thể là giải lén ở trong đây luôn để chúng ta cài đặt luôn cũng được nhé. Mình giải lén luôn trong đây đi. Rồi mình sẽ vào để cài đặt cái ứng dụng này nhé. USB Redirector Client Setup này. Rồi mình chọn Yes này. Mình chọn Next này. Cái bản này, bản Client, tức là bản sẽ cài ở trên máy tính của các bạn nhé. Đó, mình sẽ chọn I Accept này. Chọn Next này. Chọn Next này. Chọn Next này. Chọn Next này. Chọn Install này. Quá trình cài đặt khá là đơn giản, chỉ việc click, click, click và install là xong thôi. Ok, mình cũng sẽ khởi chạy nó luôn này. Ở đây thì mình bỏ cái dấu tích là mở cái Quick Start Page này đi nhá. Mình sẽ bấm là Finish này. Ở đây thì mình cũng sẽ chạy luôn cái ứng dụng này nhá. Mình sẽ chọn là Finish này. Và cái ứng dụng này nó cũng sẽ mở lên luôn này. Đó. Đó, đây là ứng dụng Client là đang chạy ở trên máy tính của bạn nhá. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái thao tác nữa, đó là mình sẽ khởi chạy VPN nhá, bằng cái ứng dụng là TeamViewer, để cho máy tính của bạn và máy tính của mình sẽ kết nối được với nhau qua cái mạng VPN nhé. Bây giờ trên máy tính của bạn thì mình sẽ mở TeamViewer lên nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là Extract này. Rồi mình sẽ bấm vào Option này. Đó, đây là cái ID và cái mật khẩu mà vừa các bạn cung cấp cho mình này. Đấy nhá. Vừa các bạn cung cấp cho mình cái do ID này mới là cái password này thì mình mới có thể là điều khiển được máy tính của các bạn nhé. Rồi mình sẽ vào là Advanced này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là Show Advanced Option này. Rồi mình sẽ kéo xuống. Đây các bạn kéo xuống cho mình. Tìm cho mình cái mục là Advanced Network Setting này. Rồi các bạn để ý ở cái mục là Install VPN Driver này.
mình sẽ bấm vào cái mục là install này. Đó. Ok, như vậy là driver VPN ở trên máy tính của các bạn mình đã cài xong rồi nhá. Mình chọn ok này. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại máy tính của mình nhá. Mình cũng sẽ mở TeamViewer ở trên máy tính của mình lên này. Đây, mình sẽ vào cái TeamViewer này. Mình cũng sẽ làm tương tự nhá. Mình sẽ vào là extract này, option này. Rồi chọn vào advanced này. Show advanced option này. Rồi mình cũng kéo chọn cái mục là đây, advanced network setting này. Rồi ở cái mục là install VPN driver này, mình cũng sẽ click vào install để mình cài đặt cái driver của VPN này nhá. Bây giờ thì mình sẽ bấm là ok này. Đó, ok này. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối với các bạn qua VPN nhé. Mình sẽ chọn đây, các bạn để ý bây giờ nó đã có cái tùy chọn là kết nối VPN này. Mình sẽ tích chọn vào đây này. Và mình sẽ bấm vào là connect này. Mình sẽ chọn là connect này. Rồi mình sẽ điền lại cái mật khẩu đây nhá. Mình sẽ điền lại cái mật khẩu ở trên máy tính của bạn đây này. Đó, cái mật khẩu này các bạn có thể là copy luôn. Đó, mình sẽ copy luôn này. Cái mật khẩu ở trên TeamViewer của các bạn ấy, mình sẽ paste vào đây. Đó, mình ngại gõ thì mình có thể là copy paste. Rồi mình sẽ bấm là vào là log on nhá. Ok, các bạn để ý ở đây, các bạn sẽ chú ý cho mình cái mục là do IP, chính là IP của mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ copy cái IP này. Đó, mình sẽ quay trở lại máy tính của các bạn nhé. Rồi ở trên cái ứng dụng này, ứng dụng USB Redirector Client này, mình sẽ bấm vào là thêm USB Server này. Rồi mình sẽ paste cái IP vừa lấy mình copy này vào đây. Mình sẽ tích vào cái mục là Auto Connect này. Rồi mình sẽ bấm vào là OK này. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại máy tính của mình nhé. Rồi mình sẽ bật cái ứng dụng của mình đây. Bây giờ thì mình sẽ kết nối cái MRT key có cái cổng USB kết nối này nhé. Mình sẽ kết nối vào máy tính của mình này. Đó. Các bạn để ý là cái công cụ thiết bị cổng USB MRT key mà vừa mình cắm vào chính là cái cổng này nhé. Mình sẽ rút ra cho bạn coi này. Đó. Rồi mình sẽ cắm vào nhé. Đó chính là cái này này, mình vừa cắm xong này. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái MRT key này của mình nhá. Rồi mình sẽ chuột phải này. Mình sẽ bấm vào là share USB device này. Rồi các bạn sẽ quay trở lại trên đây nhá, mình sẽ quay trở lại máy tính của các bạn. Đó, các bạn để ý này, cái thiết bị này nó đã nhảy sang máy tính của các bạn rồi này. Cái MRT key vừa mình cắm vào máy tính của mình thì bây giờ nó đã nhảy sang máy tính của các bạn rồi nhé. Bây giờ thì các bạn đã có thể là sử dụng được cái ứng dụng là MRT key, cái version là 3.95 này rồi nhé. Mình sẽ mở ra này. Rồi mình sẽ chạy cái ứng dụng này nhé cho bạn coi. Rồi mình sẽ chọn là yes này. Các bạn chờ một chút nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Cái ứng dụng MRT key, cái ứng dụng mà sửa chữa phần mềm điện thoại của mình, nó đã chạy được ở trên máy tính của các bạn rồi này. Như vậy là mình đã có thể là chia sẻ được cái MRT key này sang máy tính của bạn để các bạn có thể là chạy được cái ứng dụng MRT key ở trên máy tính của bạn rồi. Bây giờ các bạn hoặc là mình đã có thể là sử dụng được cái ứng dụng ở trên máy tính của các bạn rồi và đã có thể là sửa chữa được phần mềm chiếc điện thoại của các bạn rồi nhá. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là chia sẻ công cụ hay là thiết bị mà có cổng USB này nhá, để hỗ trợ bạn bè hay là khách hàng từ xa nhá. Ok, thì mình sẽ dừng cái video này tại đây nhá. Thì nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.